Mình đã tiết kiệm được 3 thời gian đọc tài liệu tiếng Anh nhờ bí kíp này. Mình đang cần làm một bài thuyết trình về chủ đề Cubism, chủ nghĩa lập thể. Mình cần nộp các bài báo và những sách sách vở. Tuy nhiên, khả năng tiếng Anh hạn chế khiến mình muốn hơn 1 tiếng để có thể đọc một bài báo chỉ phải khoảng 1 trang. Mình tra từng từ trên Google để có Oxford. Ghi chép từng từ trong vở vô cùng tốn thời gian và không hiểu chọn được văn bản. Mọi thứ mình đọc như thế cứ sau một buổi sáng rồi trôi tuần chẳng đọc ai gì cả. Bạn thử nghĩ xem, cũng chán không chứ? Nhưng là công cụ trời à, mình đã đọc báo dễ dàng hơn bao giờ hết. Mình sẽ ví dụ mẫu một bài báo trên trang The Guardian. Mình chọn chủ đề Culture và Top Topic Tourism của Picasso khá điển hình cho chủ đề này. Ngay khi có cụm từ Cry of Anguish, mình tra trên Google thì dịch nghĩa là khóc của nỗi thống khổ. Tra trên Oxford thì khá khó hiểu. Mình dùng từ điển EJI, tiếng kêu thống khổ. Và để có thể hiểu trọn vẹn cả câu hơn thì mình lựa chọn AI Explain. AI Explain giải thích từ cho đúng ngữ cảnh giúp mình hiểu sâu được cả cụm từ. Theo công cụ AI Explain, mình chỉ mất 20 phút để đọc và hiểu một bài báo. Còn chần chờ gì nữa mà không cài ngay EJ Extension để tiết kiệm x3 thời gian nào.